Sáng 9 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Bộ Chính trị để bàn cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền giải quyết của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tổ chức triển khai nhiều hội nghị với các hình thức linh hoạt cả trực tiếp và trực tuyến nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Thời gian tới, Bộ Chính trị cần tập trung ưu tiên giải quyết nhóm các đề án trình Hội nghị Trung ương 10 và những hội nghị Trung ương tiếp theo. Nhóm các đề án cần tập trung giải quyết để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho địa phương doanh nghiệp, ổn định chính trị xã hội, tạo sự phấn khởi của nhân dân trong lao động sản xuất và đời sống. Bộ Chính trị cần có quyết sách cho những vấn đề phát sinh với phương châm lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân là trên hết và trước hết. Chiều 9 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố, việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Hà Nội đã quyết liệt thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá, 20 chỉ tiêu và 14 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó đã chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ban hành luật thủ đô sửa đổi, xem xét thông qua quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Kịp thời, nhạy bén ban hành các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, về phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô, về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, về phát triển văn hóa, giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định thủ đô Hà Nội không chỉ là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế xã hội mà còn là điểm tựa quan trọng trong việc ổn định chính trị, bảo vệ an ninh đất nước và xây dựng mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây, trở thành địa phương tiêu biểu, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành điểm sáng về đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Hà Nội cần phải nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa những tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thủ đô, cần nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa với triết lý phát triển dựa trên 5 trụ cột. 1 là văn hóa và con người. 2 là đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn. 3 là phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao. 4 là phát triển kinh tế số, đô thị thông minh. Và trụ cột thứ 5 là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, Hà Nội phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Hoan nghênh Hà Nội vừa qua đã thực hiện tinh gọn bộ máy, phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương. Song cần lưu ý phải thực hiện song hành với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền. Cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết nội bộ trong các cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt lưu ý Hà Nội về vấn đề quy hoạch và tuân thủ quy hoạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển, Hà Nội cần hết sức chú trọng phát triển không gian đô thị theo mô hình đô thị trung tâm và các thành phố trong thủ đô, các đô thị vệ tinh, các vùng sinh thái, phát triển không gian nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh, giữ gìn phát huy các giá trị của một số khu vực làng trong phố, không gian làng truyền thống Bắc Bộ, không gian văn hóa làng nghề theo từng địa bàn cụ thể, tập trung xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển nền nông nghiệp sinh thái xanh, sạch, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là cơ sở cho sự phát triển bền vững. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu chỉ thị số 35 của Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, công tác nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp, đảm bảo sự kế thừa, đổi mới, đề cao quan trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng thời chú trọng phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức,
đã kinh qua thực tiễn, có thành tích, kết quả, sản phẩm công tác và cần quan tâm tới cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban bộ ngành trung ương theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. Trong đó cần nghiên cứu để có quy chế làm việc đặc thù đối với Đảng bộ thủ đô cũng như là các cơ chế, chính sách vượt trội để sớm cụ thể hóa luật thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng và mong rằng trong thời gian tới, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, truyền thống cách mạng, khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ tích cực của các ban bộ ngành, thành phố Hà Nội sẽ tranh thủ được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra, xây dựng thủ đô ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, vui tươi, hạnh phúc, xứng đáng là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố sáng tạo, thành phố vì hòa bình. Các mẹ Việt Nam anh hùng.